cho tất cả các em đã trở lại với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của Quanh Quay Radio trong buổi tối hôm nay. Anh Đom Đóm đeo headphone làm gì đó? Hả? Anh đang đeo headphone làm gì đó? À, anh đang nghe nhạc đó mà. Thấy anh nghe nhạc như vậy, Giọt Sương mới nhớ ra một câu chuyện. Chuyện gì vậy Giọt Sương? Hôm trước, lúc Giọt Sương đang đi trên xe buýt đi học á, thì có gặp... Anh xin lỗi anh tí nha, để anh mở headphone ra, khó nghe quá. Rồi, Giọt Sương tiếp tục đi. Giọt Sương nói lại nè. Lúc mà Giọt Sương đi trên xe buýt á, đi học á, thì gặp một người bạn. Người bạn đó cũng đeo tai phone giống như anh Đom Đóm vậy nè. Tự dưng thấy anh đeo rồi nhớ bạn đó. À, thì ra đã để ý người ta rồi đúng không? Khai mau, khai mau. Em chưa kể xong mà anh Đom Đóm nói bậy không à? Ừ. Bạn của em á là bạn gái. Ồ. Trên tay bạn ấy có một quyển sổ đẹp lắm. Ừ. Nên em đến hỏi mượn, rồi bạn ấy cười với em và cho em mượn. Mượn xong em trả lại và không quên cảm ơn. Thì chuyện bình thường mà Giọt Sương, anh Đom Đóm đâu có thấy gì lạ đâu. Anh cũng hay gặp trường hợp đó mà. Chưa xong mà anh Đom Đóm. Em kể tiếp đi. Đáp lại lời cảm ơn của em, bạn ấy gật đầu và khẽ lấy bút viết một dòng chữ rồi đưa quyển sổ cho em. À, anh biết rồi, chuyện gì khó nói phải không? Nên mới viết ra nè, trong sổ bạn ấy ghi là bạn tên gì vậy? Bạn ấy không có ghi tên. Đọc xong, em nhìn bạn ấy và em nhận được cái gật đầu như thấu hiểu suy nghĩ của em. Bạn ấy không có nói và nghe được. Máy bạn ấy đang đeo là máy trợ thính, giúp cho những người giống như bạn ấy nó anh Đom Đóm. Ồ, vậy không phải là headphone mà là máy trợ thính hả? Dạ. Ừ, anh xin lỗi, anh không biết. Thì ra bạn ấy bị như vậy. Nhưng mà bạn ấy dễ thương lắm. Ừ. Bạn ấy không quên xin lại số điện thoại của em để hai đứa có thể cùng nói chuyện với nhau, nhắn tin cho nhau đó anh. Vậy là Giọt Sương có thêm một người bạn mới rồi ha, vui nha. Dạ, tất nhiên rồi. Ừ, nãy giờ Giọt Sương kể chuyện của Giọt Sương rồi, còn bây giờ đến anh kể cho các em nghe một câu chuyện. Và câu chuyện của anh kể hôm nay cũng có hình ảnh của người bạn mới của Giọt Sương đó. À, vậy hả anh Đom Đóm, câu chuyện gì vậy anh? Đó là câu chuyện Người Điếc Được Nghe. Đức Chúa Giêsu tiếp tục hành trình hướng về biển Galilee và vào địa phận xứ Decapolơ. Biết tin, dân chúng trong thành dẫn đến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng để xin Ngài chữa lành. Họ thưa: Thầy ơi, xin Thầy làm ơn đặt tay chữa lành cho người này. Ngài dẫn người bệnh đó tách ra xa khỏi đám đông, đặt một ngón tay vào lỗ tai anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh. Ngài ngước mắt lên trời, thở mạnh và ra lệnh: Ê-pha-ta. Tức thì tai người bệnh mở ra, người liền nghe được, lưỡi cũng được thông thả nói cách rõ ràng, không còn ngọng nghịu như trước nữa. Chúa bảo họ đừng kể với người khác về việc Ngài vừa làm, nhưng Ngài càng cấm thì họ lại càng đồn đại ra nhanh hơn. Mọi người nói với nhau: Ồ, lạ lùng quá, Chúa đã làm những việc thật là kỳ diệu. Ngài khiến kẻ điếc nghe được, kẻ cắm nói được, quý vị ơi. Người điếc trong câu chuyện của anh Đom Đóm thì được nghe thấy rồi, còn bạn em có thể nghe được không anh Đom Đóm? Anh Đom Đóm cũng không biết nữa Giọt Sương à. Chỉ có Chúa mới biết điều gì là tốt nhất cho bạn của em thôi. Vì mọi việc Chúa làm đều có mục đích tốt đẹp của Ngài cả. Dạ em biết rồi. Đến đây thì chị Giọt Sương cùng anh Đom Đóm đành phải nói lời tạm biệt các em rồi. Chúc các em ngủ ngon và có một đêm ấm áp bên cạnh gia đình của mình nha. Hẹn gặp lại các em trong chương trình tối mai.